ra mồ hôi nhưng mà lại có cảm giác sợ lạnh là khi đó chúng ta đang bị bệnh gì? Hello, xin chào cả nhà. Thì trong video của ngày hôm nay á, thì bác sĩ sẽ chia sẻ đến cả nhà là mỗi câu chuyện như thế này. Là buổi chiều ngày hôm nay á, thì bác sĩ có khám cho một bệnh nhân và bệnh nhân này ra mồ hôi á, xong thì cảm giác rất là lạnh. Và bệnh nhân hỏi bác sĩ rằng là không biết là hiện tại sức khỏe như thế nào, nhưng mà cái cơ thể của em á, cứ mỗi khi mà ra mồ hôi như vậy á, thì người rất là lạnh. Và không biết là bác sĩ có cái bài thuốc nào để có thể cải thiện được cái tình trạng sức khỏe này của em hay không. Thì khi mà cơ thể của chúng ta ra mồ hôi á các bạn, thì sẽ có hai cái trường hợp sau đây. Thứ nhất á, là thực hỏa, tức là khi mà chúng ta vận động thì khi đó là cơ thể của chúng ta sẽ tiết ra cái mồ hôi. Và trong cái trường hợp này thì các bạn tiết mồ hôi thì các bạn có xu hướng là thích uống những cái đồ mát, giống như là nước mát này, rồi nước có đá này đó. Và sau khi mà chúng ta ra mồ hôi và cái cơ thể của mình nguội á, thì mình rất là cảm giác khỏe khoắn. Thì đó là một cái triệu chứng rất là bình thường của cơ thể chúng ta. Khi mà các bạn vận động á, thì cái nhiệt năng trong cơ thể của mình nó được sinh ra. Và để mà có thể làm quân bình cái cơ thể của mình thì cái tấu lý sẽ được mở ra. Và khi đó là cái mồ hôi nó sẽ thoát ra ngoài, thì nó sẽ làm cho cái cơ thể của mình á, nó giảm cái nhiệt độ xuống do cái phần nhiệt năng do chúng ta vận động á. Thì cái trường hợp này là hoàn toàn bình thường ha các bạn ha. Thì đó là một cách để cho cơ thể chúng ta quân bình âm dương. Và một cái trường hợp thứ hai nữa, đó là chúng ta ra mồ hôi có thể là gặp ở trên người á, là chúng ta cũng vận động, nhưng mà chúng ta mới vận động nhẹ thôi là cơ thể chúng ta đã ra mồ hôi rồi. Và khi mà ra mồ hôi thì chúng ta không có cái xu hướng là thích uống đồ lạnh, thích uống đồ có đá nữa, mà các bạn lại có cảm giác là người rất là lạnh. Thì trong cái trường hợp này là lúc đó là chúng ta đang có bệnh lý ở trong người. Và trong đông y, đối với cái trường hợp này, đó là cái phần vệ khí trong cơ thể của chúng ta đang có vấn đề. Và đối với cái trường hợp như thế này á, thì các bạn sẽ sử dụng những cái bài thuốc để tăng cường cái chức năng vệ khí trong cơ thể của mình. Thì những cái bài thuốc mà bác sĩ thường xuyên sử dụng á, thứ nhất đó là bài thuốc Ngọc Bình Phong Tán, với các vị thuốc giống như là Phòng Phong, Bạch Truật và Hoàng Kỳ đó. Rồi chúng ta kết hợp lại với bài thuốc Bổ Trung Ích Khí Thang để tăng cường cái chức năng vệ khí trong cơ thể của mình. Thì khi mà các bạn có cái tình trạng ra mồ hôi mà sợ lạnh, thì khi đó là chúng ta sẽ có thể kết hợp hai cái bài thuốc này lại với nhau, thì qua đó cái triệu chứng ra mồ hôi mà sợ lạnh sẽ được cải thiện rất là tốt. Còn đối với những cái trường hợp mà các bạn ra mồ hôi xong rồi các bạn cảm thấy người khỏe mạnh, đó là cái trường hợp mà cơ thể chúng ta bình thường. Ok, với những nội dung mà bác sĩ chia sẻ trong video của ngày hôm nay, thì rất là hy vọng với những cái kiến thức của ngày hôm nay bác sĩ chia sẻ với các bạn, để các bạn có thể biết được là cái tình hình sức khỏe của mình như thế nào. Nếu như mà các bạn xem nội dung video của ngày hôm nay mà thấy hay và hữu ích, thì các bạn cứ lan tỏa và chia sẻ video đến với cộng đồng. Còn bây giờ, video đến đây là kết thúc. Bác sĩ sẽ hẹn gặp lại cả nhà trong những video chia sẻ kiến thức lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.